các bạn. Hôm nay gia đình mình đi về một cái vùng quê của nước Úc, và cái chỗ mình đến thì cách thành phố Melbourne khoảng 180 cây, và mình sẽ quay cho các bạn xem trên cái con đường xa lộ khi mình đi về cái vùng quê nó như thế nào, xung quanh nhà cửa ra sao ha. Và đây là trên con đường mình đi nè các bạn. Và đây là cái con đường mình đi, thì cái chỗ này mình đi khi mình đi ngang qua thì nó nằm ở trên một cái lưng chừng đèo, trên chuẩn bị mình lên núi á các bạn. Lên lên xuống xuống ha. Và hôm nay khí hậu thì rất là mát mẻ, và đây là cái đầu của mùa thu nước Úc. Thì mình đi trên đường á, mình thấy có nhiều cây thì nó cũng sẽ bắt đầu nó sẽ chuyển màu. Khi mà đến mùa thu thì nó sẽ chuyển màu vàng và đỏ, và nó sẽ rụng lá ha các bạn. Và cái mùa thu nước Úc thì nó sẽ bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 và tháng 5 là mùa thu nước Úc. Và khi đến tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì đó là cái mùa đông của nước Úc. Và những cái mùa này ở nước Úc đó các bạn, thì nó sẽ khác với những cái mùa của những cái nước ở trên thế giới hay là trái mùa hết trơn á. Và mình đi trên cái đường xa lộ này nè các bạn, cái đường cao tốc này, thì mình lái ở nước Úc này thì mình sẽ lái bên tay trái, nó sẽ khác với ta lái bên bên Việt Nam là bên tay phải ha. Và mà đi trên cái con đường này thì mình sẽ lái là 110 km/h, và mình lái nó rất là nhanh. Và các bạn nhìn khung cảnh xung quanh đi. Và hôm nay mình đi cuối tuần thì xe nó sẽ ít hơn những ngày thường trong tuần đó các bạn. Và các bạn thấy không, khi mà mình đi về cái vùng quê ở đây nó đã xa rồi, ở đây nó cách cái thành phố Melbourne nó cũng khoảng là 70-80 cây rồi đó các bạn. Mà các bạn thấy cái vùng quê đường xá rất là sạch sẽ, và cái con đường này nè các bạn chạy nó thẳng tắp, mình có thể mình đi xuyên bang luôn, mình chạy mình lái hoài lái hoài lái hoài, có thể buồn ngủ luôn đó các bạn, tại vì lái trên con đường nó rất là im, nó không có bị gồ ghề ổ gà. Các bạn thấy xa xa là những cái dãy sườn núi á các bạn. Mình đang ở trên lưng chừng nè. Và các bạn nhìn hai bên nè. Bên đây là khi mà vừa qua cái mùa hè thì trời ở nước Úc á, thì nó rất là nóng, và những cái cỏ hai bên đường nó sẽ vàng, một màu vàng rất là đẹp ha. Khi mà nó tới mùa thu, mùa đông có nước xuống thì các bạn sẽ thấy nó có một màu xanh rất là đẹp luôn. Và đây là những cái cầu nè, họ bắt qua từ cái vùng khi mà mình đi vô những cái vùng thì họ có những cái đường tẻ đi vô á các bạn, vô những cái thị trấn á. Và mình chính con đường mình đi đến cái chỗ mình đến là Bendigo á các bạn, thì mình cũng đi qua nhiều cái vùng cũng nổi tiếng ở nước Úc này, và cũng có nhiều chỗ khu du lịch để mình đến chơi. Và hôm nay thì mình đi đến một cái chỗ ở thành phố Bendigo ha. Lớn luôn các bạn. Khi mà các bạn đi về cái vùng quê á thì đất bao la, và ở vùng quê thì mình đi có khi mình thỉnh thoảng mình sẽ thấy những chú kangaroo nhảy tưng 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 tưng, có thể vài con hoặc là cả một bầy đàn luôn các bạn. Và khi mình đi về vùng quê á các bạn, thì họ thường họ để những cái bảng cảnh báo sẽ có những cái chú kangaroo sẽ bắt chợt nhảy qua bên đường, và mình sẽ lái xe cẩn thận ha, để mình coi mình tránh á. Khi mà mình lái với vận tốc rất là cao thì mình đụng ngang cái con đó thì nó rất là nguy hiểm ha. Các bạn thấy đường freeway nè các bạn, bên đây là cái lane để mình chạy nè, nó có hai làn đường ha, và bên phía bên tay phải thì cái đường ngược lại cũng hai lane luôn. Và hôm nay mình đi thì rất là may mắn là cái thời tiết nó rất là đẹp, trời rất là trong xanh đẹp luôn, và nhiệt độ nó khoảng 20-24 độ C các bạn, rất là mát, nó không có bị nóng. Khi mà mình đi qua cái mùa thu rồi thì nhiệt độ ở nước Úc này nó sẽ se lạnh, mình chỉ cần khoác một cái áo khoác mỏng thôi là được rồi đó các bạn. Các bạn thấy không, đất rất là nhiều. Và khi mình đi như thế này á, chạy ngang những cái vùng này là họ đều có đất, đều có chủ hết. Và mình thấy khi mà mình đi nhiều vùng quê á
thì mình sẽ thấy họ nuôi trù nè, nuôi bò nè, nuôi dê nè, rất là nhiều luôn. Và họ cũng có thể mình thấy họ trồng cỏ và họ thu hoạch, họ sẽ thu hoạch những cái cuộn cỏ, họ sẽ quấn cuộn cỏ tròn tròn ha, và họ sẽ bán, họ có chỗ họ để giá họ bán. Thì khi nãy mình đi ngang qua mình thấy họ để giá những cái cuộn á, cuộn cỏ thiệt to ha, là 85 đô la một cuộn như thế, để mà cho bò này, cho trù ăn đó các bạn. Và các bạn nhìn trên con đường này nè, rất là đẹp ha, phong cảnh xung quanh rất là đẹp luôn. Từ cái nhà mình mà đi đến cái vùng mà mình muốn đến đó các bạn thì gần khoảng 2 tiếng đồng hồ đó các bạn, nó rất là xa luôn. Và mình đi với vận tốc 110 cây số thì mình đi khoảng 2 tiếng, nhưng mà ở Việt Nam mình 200 cây số thì mình đi khoảng 4 cho tới 5 tiếng là các bạn, rất là chậm. Các bạn thấy nãy giờ mình đi không, con đường nó thẳng tắp mà rất là đẹp. Cho dù mình đi về vùng quê hay mình có thể mình đi vô trong cái vùng sa mạc cũng vậy đó các bạn. Đường ở Úc nó làm rất là đẹp như thế này. Đem những cái liều tới để họ cắm trại, họ chơi những cái ngày cuối tuần á. Ở nước Úc này họ, người Úc họ tận hưởng cuộc sống của mình rất là bình dị luôn các bạn. Mình đi ngang mình thấy có cái một cái hồ này nè. Ở nước Úc thì đa số là những cái hồ á, toàn là nhân tạo thôi, chứ ít có nhiều sông ngòi như ở Việt Nam mình. Đi đến miền Tây thì đi một chút xíu là đã có sông ngòi rồi, qua cầu rồi các bạn. Còn ở đây cầu thì họ chỉ bắt qua ngang đường để cho giao thông thuận tiện thôi. Đó, và trên những cái đường á, thì chỉ có những cái bảng chỉ dẫn á, các bạn, màu xanh bên đường á, cái là chỉ dẫn đường và một cái là chỉ dẫn đến chỗ nào mình đổ xăng, mình dừng lại, mình ăn uống. Những cái khu vực thì họ sẽ cắm bảng thông báo trước để cho cái người lái xe họ biết đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, bên đường có một cái bảng màu xanh như thế này là đến mình đến chỗ này là để ăn uống đó các bạn, đổ xăng nè, phía bên tay trái của mình đó các bạn. Đó, một cái cây xăng và một cái nhà hàng, có thể là McDonald's hoặc là KFC. Mình lái cái đường freeway, đường xa lộ rất là lâu, mình đói bụng thì mình có thể tấp
vào và mình ăn cho no bụng và mình sẽ lái xe tiếp ha. Và cái khu vực này là mình lái là 100 km/h nè các bạn. Vào trong một cái thị trấn khi gần đến cái khu vực mà mình muốn đến đó các bạn, cũng là 100 km/h. Và các bạn nhìn tới khu vực này thì mình sẽ thấy có nhà nhiều hơn một tí xíu cái khu vực kia rồi, tại vì nó gần cái thị trấn đó các bạn. Đó, con đường nhìn cái phong cảnh xung quanh rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ tẻ qua một cái con đường cũng cao tốc, nhưng mà con đường khác, con đường nãy giờ mình đi ha. Và mình lái vào trong cái đây thì hai bên đường nè các bạn. Thì bây giờ nó chỉ còn là hai lane thôi, một là một đường chạy lên và một đường chạy xuống như thế này. Và nó vận tốc là 100 km/h đó các bạn. Và hai bên đường là những hàng cây rất là đẹp luôn, rất là lâu năm. Và hàng cây này thì thường là những cái cây khuyên diệp á, ở nước này đặc trưng là các cây khuyên diệp đó các bạn, rất là nhiều luôn. Nhiều nhà họ bắt đầu họ sinh sống rồi đó các bạn. Và cái khu vực này cũng gần đến cái chỗ mà mình cần đến rồi đó các bạn. Và nãy giờ mình đã quay cái con đường xa lộ khi mà đi về một cái vùng quê của nước Úc như thế nào. Và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video của mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.